Gió đời rung chuyển tựa hư không, tâm vô lượng khắp cùng bao lợi lạc. Mưa chiều khói nước đượm thiền môn, văn vẳng di ngôn dạ chạnh buồn. Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm, nhớ thầy nhớ dáng chúng trung tôn. Hôm nay đây chúng con muốn hoài niệm về cuộc đời của thầy chúng con, hoài niệm để khắc ghi, để bồi hồi xúc động và để cảm phục trái tim từ ái bao dung cùng hạnh nguyện từ bi vô lượng của người. Suốt một đời hy sinh cho sự tồn vong của đạo pháp, vận dụng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sanh, đem ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. Sáng ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại chùa Bát Nhã, tọa lạc tại số 550 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Bát Nhã. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức thiền môn xứ Huế do Hòa Thượng Thích Thanh Huyền làm sám chủ. Buổi lễ còn có sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Văn Phòng 2 Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, cựu Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Tăng Ni, môn phái tu viện Quảng Hương và Lam, Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện, cùng đông đảo Phật tử tham dự lễ tưởng niệm.
Thank you.
pháp luân thường chuyển vong điều vũ thuận quốc thái dân an. Quang qua đồn tức tao ta tai nạn thở thế giới chúng sanh thế giới hòa bình nhân dân an lạc. Nhân tâm cầu nguyện phụng vị từ lâm tế chân thông tứ thập ngũ thế khai kiến bát nhã từ quý thượng quảng hà trí từ pháp công hiệu đắc đạo hòa thượng giác linh. Cùng vị ban trả từ tiền hậu công đức ân nhân quả cô thiền nam quý tín nữ quy nghi ký thử tùng tử nam nữ quả cô liệt vị hương linh nguyện chương linh tộc xã mê đồ siêu sinh tịnh đồ căn nguyện pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo chư tôn a bồ không hiểu đạt đạo hòa thượng giác linh tam bái. Sau khi đảnh lễ cung thỉnh chư tôn hòa thượng hồi quy phương trường,
cung thỉnh chư tôn đức văn phòng 2 trung ương giáo hội, ban hướng dẫn trung ương Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, quang lâm đốt hương tưởng niệm. Giới hương đình hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cung dường hòa thượng giác linh. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ từ lâm tế, chánh tông tư thập ngũ thế, khai kiến bát nhã từ huy thượng quảng hạ trí, từ pháp không hiểu đạt đạo, hòa thượng giác linh.